homestay, loại hình du lịch trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt cộng đồng và văn hóa bản địa, đang phát triển ở nhiều tỉnh đồng bằng. Một hành trình homestay hòa mình với thiên nhiên, cảnh sắc hữu tình, cùng ăn, cùng ở, cùng xem đời sống dân dã, có dịp tìm hiểu cuộc sống, phong tục, tập quán, đặc trưng văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ, chắc chắn là điều du khách đang tìm đến. Vậy, du lịch homestay ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay phát triển như thế nào? Có gì hấp dẫn? Có gì khác biệt ở các địa phương? Mời quý khán giả cùng truyền hình Vĩnh Long đồng hành với ký sự Homestay Đồng Bằng. Tuần trước, những người thực hiện ký sự Homestay Đồng Bằng đã có dịp tìm hiểu cuộc sống của cư dân Dàm Nao và Bún Bình Thiên An Giang khi mùa nước mới đang về. Hôm nay, chúng tôi về với đất mũi Cà Mau, vùng đất cuối trời Nam của Tổ quốc, để xem bà con nơi đây đã tận dụng điều kiện tự nhiên riêng có để khai thác du lịch homestay như thế nào. Chắc là sẽ có nhiều khác biệt. Từ bến tàu của huyện Nam Căn, chúng tôi phải mất hơn 1 giờ đồng hồ lướt sóng trên cano, vượt gần 40 km đường sông, đi qua nhiều địa danh khá lạ lẫm như sông Cửa Lớn, Dàm Ông Trang, biển Cá Mòi. Chỉ tên gọi thôi cũng đã làm hấp dẫn lữ khách phương xa. Từ khi cầu Nam Căn bắt đầu đưa vào hoạt động từ tháng 2 vừa qua và dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Nam Căn Đất Mũi đang trong giai đoạn hoàn thành, người Cà Mau phấn khởi vì đường đến Đất Mũi rồi đây sẽ không còn xa xôi cách trở. Một buổi sáng đẹp trời, được hòa mình cùng sông nước, cảm nhận nhịp sống sôi động trên sông của những cư dân vùng đất cực Nam, thật là một trải nghiệm khó quên. Kính thưa quý khán giả, sau hơn 1 giờ lướt sóng trên tàu cao tốc thì lúc này đây Nguyễn Hiếu và Như Thanh đang có mặt tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Và phía sau của chúng tôi đây chính là biểu tượng của vùng đất cực Nam Tổ quốc. Nếu như cột cờ Lũng Cú ở Hà Giang được xem là cực Bắc của Tổ quốc, A Pa Chải ở Mường Nhé, Điện Biên được xem là điểm cực Tây, hay là Vạn Ninh ở Khánh Hòa được xem là điểm cực Đông, thì chỗ chúng tôi đang đứng ở đây chính là điểm cực Nam, là một trong 4 điểm cực được rất là nhiều người mong đợi được một lần đến trong đời. Và ngay bây giờ thì Như Thanh chợt nhớ tới một câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu, đó chính là Tổ quốc ta như một con tàu, mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau. Và thưa quý vị và các bạn, giống như sứ mệnh của một con tàu là luôn vươn khơi bám biển, thì mũi Cà Mau hàng năm lại lấn biển hàng chục mét. Từ xưa đến nay thì Cà Mau là một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với nguồn lợi thủy sản, khoáng sản dồi dào và những cánh rừng đước, rừng tràm bạt ngàn. Đây chính là điều kiện giúp cho kinh tế cũng như là du lịch ở Cà Mau phát triển. Và Như Thanh biết không, ở Cà Mau thì còn được biết đến bởi khu dự trữ sinh quyển mũi Cà Mau với rất là nhiều hệ sinh thái rừng đặc trưng, chẳng hạn như là hệ sinh thái rừng ngập mặn nè, hệ sinh thái rừng tràm hay là hệ sinh thái rừng biển thì đang được bảo tồn rất là cẩn thận. Và chính những điều này đã góp phần tạo nên sự khác biệt đối với du lịch ở Cà Mau nói chung và du lịch cộng đồng homestay ở Cà Mau nói riêng. Và còn chần chờ gì nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá những trải nghiệm thật là mới mẻ ở homestay Cà Mau quý vị nhé. Điểm đến mà chúng tôi chọn trong hành trình hôm nay là điểm homestay của chú Nguyễn Văn Nhuần, hay thường gọi là chú Tư Nhuần, ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Dạ, em chào anh. Tiếp chuyện chúng tôi là anh Nguyễn Văn Hờ, con trai chú Tư Nhuần. Thường thì một ngày khu homestay của mình đón nhiều khách không anh? Dạ, cái này cũng tùy theo thời điểm. Cũng như bây giờ đang là lúc học sinh du học thì nó hơi ít khách hơn mấy học sinh còn đang nghỉ hè. Em nghe nói là khu homestay của mình có rất là nhiều hoạt động rất là thú vị. Không biết là có những cái hoạt động nào anh ha? Dạ, ở đây thường thường hoạt động vào ban ngày và ban đêm. Ban ngày như hiện tại như lúc này là mình đi giã lập cua nè, đi câu cá, rồi đi giã lọt, giã lập bắt cua, rồi đi mò sò huyết. Đi mình đi bắt ốc len, hoặc bắt dợp nữa. Những cái hoạt động rất là đặc trưng của vùng biển đúng không Như Thanh? Những cái sản vật đó là ở đây mình tự nuôi luôn hay sao anh? Dạ, ở đây cũng như động vật đó thì thiên nhiên cũng có, mà như mình có thể mình nuôi cũng có nữa.
tức là một chút mình sẽ lội xuống rồi. Bắt được những cái con đó luôn. Dạ. Bây giờ thì tụi em có thể trải nghiệm được luôn không ạ? Dạ, mời anh chị bây giờ mình có thể trải nghiệm được. Dạ, dạ. Mô hình du lịch cộng đồng ở Đức Mũi do tổ chức SIDA của Thụy Điển hỗ trợ là loại hình du lịch đang được quan tâm đầu tư phát triển tại địa phương. Ở vùng Đức Mũi xa xôi này, gia đình chú Tư Nhuần là hộ đầu tiên tham gia vào loại hình du lịch này. Điểm du lịch đi vào hoạt động từ khoảng 2 năm nay. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi chính là tình cảm mà người dân nơi này dành cho những người khách lạ. Qua giây phút gặp gỡ ngắn ngủi đã nhanh chóng thân tình như những người thân trong gia đình lâu ngày gặp lại. Và cùng không gian mênh mông của rừng, du khách được hướng dẫn để tận tay bắt được nhiều loại hải sản mà trước giờ chỉ có thể mua ở các chợ, làm cho chúng tôi vô cùng thích thú. Thường, mỗi hộ tham gia làm du lịch ở đây có khoảng 5 hectare rừng ngập mặn. Riêng hộ của chú Tư Nhuần có đến 9 hectare. Tận dụng phần diện tích mặt nước, chú Tư và bà con ở đây đã bao đê nạo vét thành kênh rạch để nuôi một số loại hải sản như tôm, cua, sò huyết, ốc len, dợm theo hình thức quảng canh. Đây được xem là hình thức nuôi tự nhiên đã tồn tại từ lâu đời và mang lại hiệu quả kinh tế cao ở vùng Đất Mũi. Khi thủy triều lên, người ta mở cống thu hút tôm cá theo nước sông vào kênh rạch, sau đó đóng cống lại cho chúng sinh sản tự nhiên. Đến thời gian thu hoạch, chỉ cần mở cống xả nước ra là bao nhiêu tôm cá đều xuôi theo dòng chảy gom vào lưới. Với cách nuôi này, người nuôi không cần tốn nhiều chi phí cũng như công chăm sóc. Việc tận dụng hình thức nuôi quảng canh để phát triển du lịch đã mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho du khách, tạo nên dấu ấn riêng cho loại hình du lịch cộng đồng nơi vùng rừng ngập mặn này. Cái này con bắt này không biết được cỡ nhiêu ký đâu người ta. Cái đó chắc khoảng 5-6 ký à con. Dạ. Bán ra. Hồi nãy anh hồi đó là được 80 ngàn ký. Ừ, 80 rồi cháu. Dạ. Như cái dợp vậy nè, mình làm món gì ngon nhất của Tư ha? Mình hấp gừng hay là mình nướng mỡ hành đó cháu. Cái này chắc một tí mình chế biến món ăn, mà giờ chắc tụi con rửa trước ha cô Tư. Ừ, lát cháu rửa cho sạch đi rồi mình nếu ấy mình muốn ăn cho hơi lạc chút là mình ngâm miếng nước ngọt lại cho nó nhả ra cái mặn của nó đó. Dạ. Bị nãy mấy cháu mò ở dưới thì nước mặn. Mình ngâm một chút, mình rửa sạch, mình ngâm chút tới khi ăn thì nó lạc, nó vừa vừa ăn. Ở đây của mình là có khoảng bao nhiêu hộ làm homestay như nhà mình hết tôi? Ở đây cũng được 4 hộ cơ. Dạ. Thì cái hình thức cũng giống như nhà mình hay là có khác gì không tôi? Nó cũng tương tự với cơ. Dạ, nói chung là ở đây mình cũng tận dụng cái sự ưu ái của thiên nhiên đúng không tôi? Đúng vậy. Như là những cái cánh rừng đước có rất là nhiều sản vật tự nhiên. Là chính những cái điều đó mà thu hút du khách đúng không Như Thanh? Phụ thuộc vào cái điều kiện tự nhiên của mỗi vùng thì có những cái nét đặc trưng riêng của du lịch. Đúng rồi. Dạ. Dạ, con không biết là cái cơ duyên nào mà đã giúp cho Tư mạnh dạn đầu tư cái mô hình homestay của mình ạ? Bước đầu tiên thì Tư cũng không có biết, mà mình cũng không nghĩ là mình được làm du lịch như ngày nay. Thì từ cái chỗ mà ở đây thì cũng có cái ở ngoài vườn quốc gia thì cũng có kết hợp với ngoài SIDA Thụy Điển thì cho Tư làm trong cái hộ du lịch gì nè. Thì đầu tiên Tư cũng bỡ ngỡ, cũng không biết mình làm, cũng đắn đo không biết mình làm được hay không nữa. Rồi dần dần thì cũng nhờ ở ngoại vô hướng dẫn thêm.
Rồi dần dần thì cũng giới thiệu cho khách tới đây nè. Ban đầu thì ít, rồi dần dần thì cũng nhiều. Rồi từ từ thì tôi làm thấy cũng được, thì thấy cũng mê lắm. Khi mà được nhà nước giao cho mình phần đất rừng quản lý và khai thác thì cô Tư đã sử dụng và khai thác như thế nào hả cô Tư? Thì cho mình xử lý thì nhà nước chỉ cho mình là cái mặt nước với lại chút đỉnh đất, đồ bờ, đồ vậy thôi, chứ còn cây rừng là của nhà nước. Cái đó thì trong khi mình giữ ở đây thì vuông thì nói tên là của mình, nhưng cây rừng là của nhà nước quản lý hết, mình không có chặt phá gì được hết. Nếu chặt phá, mặc dù là mình phát triển du lịch của riêng mình nhưng mà mình vẫn phải bảo tồn những cái giá trị. Đúng rồi, mình phải giữ gìn. Từ khi mà mình chuyển sang mình làm du lịch này thì đời sống của mình đã có những cái thay đổi như thế nào hả cô? Đỡ hơn kinh, cũng thấy thoải mái hơn. Chỉ cái nữa mình được thu nhập hơi cao hơn. Bởi vì cộng mình làm vuông rồi cộng thêm làm được du lịch đó cưng, thì nó cũng phát triển hơn. Dạ con cảm ơn cô Tư rất là nhiều đã có những cái chia sẻ với tụi con. Và dạ, chúc cho cô Tư luôn thật là nhiều sức khỏe. Và điểm du lịch của mình thì càng ngày càng thu hút nhiều du khách cô Tư ha. Có lẽ một trong những điều níu chân du khách khi về đây chính là hương vị ẩm thực đặc trưng nơi đất mũi xa xôi này. Đến đây vào bất cứ mùa nào, du khách cũng có thể tự tay lựa chọn thực đơn cho bữa cơm của mình. Hải sản tươi ngon lúc nào cũng sẵn có trong nhà. Vị độc đáo trong từng món ăn không phải đến từ những đầu bếp chuyên nghiệp mà do những người nông dân chính gốc làm nên theo cách chế biến riêng của họ. Bữa cơm ngon với những món ăn dân dã được chế biến từ các loại đặc sản của địa phương như canh chua cá ngát, ốc móng tay nướng mỡ hành, khờ lòi nướng muối ớt, như càng hấp dẫn hơn khi được thưởng thức trong những căn nhà sàn được mô phỏng theo kiểu nhà sàn chống cá sấu và thú dữ ngày xưa, nằm giữa không gian xanh mát của rừng. Kính thưa quý khán giả, như đã hẹn từ buổi chiều cùng với anh Hờ thì tối ngày hôm nay Nguyễn Hiếu và Như Thanh sẽ cùng với anh đi bắt ba khía đêm. Đây là lần đầu tiên mà Nguyễn Hiếu và Như Thanh làm công việc này. Anh Hờ ơi, khi mà mình đi bắt ba khía thì mình cần phải chuẩn bị những cái vật dụng gì ha? Dạ, dụng cụ đi bắt ba khía rất là đơn giản ạ. Chỉ cần một cái đèn để dành mình gọi thấy con ba khía. Cái này là chắc là để mình đeo lên đầu. Dạ. Dạ. Rồi một cái thùng đựng con ba khía. Dạ. Và một dụng cụ không thể thiếu được đó là đôi găng tay này để tránh bị ba khía kẹp. Chỉ đơn giản vậy thôi ha. Dạ, đơn giản. Rồi bây giờ mình đeo vô đây để chuẩn bị đi luôn. Đêm nay chúng tôi có một trải nghiệm rất tuyệt vời là đi soi ba khía. Ba khía từ lâu đã trở thành loại đặc sản nổi danh của Cà Mau, sống tập trung chủ yếu ở vùng nước lợ hay vùng rừng ngập mặn. Người ta nói đi săn ba khía là cái nghề hạ bạc của con nhà nghèo, vì phải ăn bờ ngủ bụi, chịu đựng sự khắc nghiệt nơi chốn rừng xa. Thế nhưng giờ đây, săn ba khía được xem là nghề đem lại thu nhập đáng kể cho nhiều bà con ở đây. Có đi mới thấy thiên nhiên luôn hào sảng với con người. Anh Hờ ơi, sao mà bắt ba khía này mình không có bắt ban ngày mà mình chỉ lựa chọn buổi tối mình bắt thôi vậy anh? Tại vì ba khía thường thường nó trốn trong hang ban ngày, nó sợ bị kẻ thù, nó trốn trong hang ban đêm nó mới xuất hiện ạ. Dạ em nghe nói là có cái ngày ba khía hội đúng không anh? Không biết là ngày đó là như thế nào anh ha? Dạ ba khía hội là cũng như con ba khía nó xuất hiện nhiều nhất trong năm ạ. Như thường thường là ba khía xuất hiện vào tháng 9, tháng 10 là cái tháng nước lên đó. Tháng 9, tháng 10 âm lịch của mình hay sao? Tháng 10 âm lịch của mình. Lúc đó là ba khía nó xuất hiện rất là nhiều. Dạ, ba khía cũng như nó tập trung ở từ trong hang, nó tập trung nó gom về ra ngoài ngoài mé bờ để mình bắt. Lúc đó con ba khía nó dạng lắm. Cái lớn cũng như cái mùa sinh sản luôn đó. Dạ.
anh Hợi, ba khía của mình bắt như thế này nè, mình chế biến cái món gì là ngon nhất anh? Dạ, ba khía thì thường thường làm được rất nhiều món, cũng như con ba khía thì làm được món mắm ba khía, mắm ba khía nổi tiếng của Cà Mau. Ngoài ra còn món gì nữa không anh? Còn món ba khía gan me hoặc ba khía gan muối. Anh làm sao mà mình phân biệt được ba khía đực, ba khía cái hả anh? Dạ, có nhiều cách để phân biệt ba khía đực, ba khía cái đó. Cách đầu tiên là mình nhìn cái hình dạng của con ba khía. Cái con ba khía đực đó thường thường nó có cặp càng chắc khỏe. Còn con ba khía cái á, thì cái cặp càng của nó thon nhỏ hơn. Cách thứ hai để nhận biết con ba khía đực, ba khía cái là khi mình lật cái bụng con ba khía lên á, cái yếm của con ba khía cái thì nó to hơn con ba khía đực. Dạ. Dạ. Đố hiếu con này là con đực hay con cái? Hiếu đoán đây là con ba khía đực. Tại sao? Tại vì thấy hai cái càng nè, thấy không? Rất là to. Rất ha. To khỏe. Còn cái yếm thì nhỏ đúng không anh? Yếm như thế này, như thế này là ba khía đực. Còn ba khía cái chắc có lẽ là cái yếm nó tròn hơn ha. Dạ đúng ạ. Ba khía cái thì thường thường cái yếm của nó ở dưới nó tròn mà nó to hơn. Còn cái con này thì Hiếu để ý thấy không? Cái yếm của nó hình tam giác. Thông thường đi săn ba khía cũng cần có chút kinh nghiệm. Người săn phải chọn những đêm tối trời, nhất là những đêm 30. Lúc này ba khía rất dạng người và rất dễ bắt. Tháng 7 nước chảy Cà Mau, tháng 10 ba khía hội kéo nhau đi làm. U minh rạch cắt rừng tràm, mũi kêu kệ mũi, tàu ham ba khía rồi. Đêm phương Nam êm đềm, cùng những câu chuyện tâm tình bên những người bạn mới quen sẽ là kỷ niệm đẹp cho chuyến đi này. Khi kết thúc hành trình trải nghiệm cuộc sống của cư dân xóm Mũi, theo lời giới thiệu của chú lái tàu, chúng tôi tiếp tục tìm đến bãi biển Khai Long, một trong những điểm du lịch sinh thái hấp dẫn ở Cà Mau. Bãi biển Khai Long nằm ở phía đông nam Mũi Cà Mau, bờ biển thoai thoải nghiêng về phía biển Đông, mở rộng dần ra theo thời gian. Nơi đây thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, bốn bề được bao bọc bởi hệ sinh thái rừng ngập mặn. Đứng từ bãi biển Khai Long, có thể ngắm trọn hình dáng của đảo Hòn Khoai. Từ năm 2005, Khai Long được đầu tư xây dựng thành khu du lịch nghỉ dưỡng với nhiều công trình hạng mục. Kề bên là công trình điện gió Cà Mau, cung cấp điện cho toàn vùng đất Mũi. Trong tương lai, sự kết hợp giữa hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng đất Mũi và tham quan bãi biển Khai Long sẽ mở ra cơ hội mới cho du lịch Cà Mau, ổn định cuộc sống cho người dân nơi cuối trời tổ quốc. Kính thưa quý khán giả, tìm về với loại hình du lịch homestay ở Cà Mau, vùng đất phía cuối trời Nam của tổ quốc, thì chúng tôi đã được hòa nhập vào nhịp sống của bà con địa phương, được tham gia những hoạt động thường nhật trong một không gian mênh mông bạt ngàn của những cánh rừng tràm rừng nước. Chính những điều này đã làm cho chúng tôi, những lữ khách phương xa, có những cảm xúc rất là đặc biệt. Đó là cảm giác an nhiên tự tại, dường như là đã bỏ lại phía sau bao bộn bề lo toan của cuộc sống vậy. Và quả thật qua cái hành trình này thì đã để lại trong lòng Như Thanh một ấn tượng sâu sắc và những trải nghiệm thực sự là mới lạ. Hy vọng rằng trong tương lai thì chúng ta sẽ có dịp quay trở về nơi này một lần nữa để trải nghiệm cuộc sống của bà con.
Và thưa quý vị và các bạn, với những công trình du lịch đang được đầu tư và dần hoàn thiện thì tin chắc rằng trong tương lai du lịch Cà Mau sẽ là một điểm đến sáng đối với du khách trong và ngoài nước. Và đến đây thì hành trình ký sự về với homestay ở Cà Mau xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau, chúng ta sẽ về với homestay ở Kiên Giang. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.